Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào quay trở lại với một video top điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với top 10 chiếc điện thoại bán chạy nhất thế giới năm 2023 vừa rồi. Đấy, thời điểm này thì là thời điểm tháng 2 của năm 2024. Đấy, thì đến thời điểm này thì có một cái hãng nghiên cứu ở bên nước ngoài có tên đấy là Counterpoint Research. Thì hãng này đã đưa ra cái bảng xếp hạng những cái chiếc điện thoại bán chạy nhất trong năm 2023. Chúng ta sẽ xem là những cái chiếc điện thoại này ở Việt Nam nó sẽ như thế nào. Và trong top 10 chiếc điện thoại này thì mình sẽ phân tích cho các bạn xem là cái chiếc điện thoại nào nó đáng mua dưới cái góc nhìn cá nhân của mình nhá. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Đây, các bạn có thể nhìn thấy luôn cái hình ảnh hiển thị về bảng xếp hạng 10 chiếc smartphone bán chạy nhất. Chúng ta sẽ đi từ vị trí số 1 cho đến vị trí số 10 nhá. Đấy, và các bạn có thể thấy là 7 vị trí đầu tiên sẽ là iPhone. Đấy, và 3 vị trí cuối cùng trong cái top 10 này là Samsung. Và không có bất kỳ một cái hãng điện thoại Trung Quốc nào nằm ở trong top 10 như thế này cả. Chúng ta sẽ đi đến với chiếc điện thoại đầu tiên, đấy là iPhone 14. iPhone 14 thì là cái chiếc điện thoại ra mắt cuối năm 2022. Thời điểm 2023 nó chính là cái điểm mà cái chiếc điện thoại này bán bùng nổ nhất. Đấy, cái doanh số ở trên toàn cầu của nó chiếm tới 3,9%, là một cái mức doanh số phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên nhé, nếu mà chỉ tính riêng trong nhà Apple thôi thì doanh số của iPhone 14 chiếm khoảng 19%, nó sẽ bị kém xa rất là nhiều so với cả mức 28% của iPhone 13 năm 2022. Tại sao lại như vậy? Tại vì đơn giản là cái sự khác biệt của iPhone 14 so với cả iPhone 13 là không nhiều. Đấy, và mình cũng nói luôn đấy là ở thế giới như này thôi, nhưng mà ở Việt Nam thì mình sẽ không ưu tiên mua iPhone 14, bởi vì đơn giản là mức giá của iPhone 14 nó hơn so với iPhone 13 bây giờ nó rơi vào tầm khoảng hơn 3 triệu cơ. Đấy, 3 triệu mấy đấy. Tại ClickBuy thì với mức giá đó thì mình thà ưu tiên mua iPhone 13 cho nó tiết kiệm tiền còn hơn, đúng không nào? Tiếp tục nữa nào. iPhone 14 Pro Max với cả iPhone 14 Pro là ở vị trí thứ 2 và ở vị trí thứ 3. Rất đơn giản thôi, bởi vì là bộ đôi sở này nó vẫn quá hot khi mà nó ra mắt năm 2022, và đến năm 2023 mới là cái năm bùng nổ doanh số của nó. Bởi vì là ra mắt tháng 9 xong rồi bán ra ở toàn cầu thì cũng chỉ còn có 3 tháng trong năm 2022 thôi, đúng không nào? Thì sang năm 2023, cả một năm như vậy thì nó mới bán được thêm nhiều. Tuy nhiên là bộ đôi sở này thì không, gần như là không còn hàng mới tinh ở Việt Nam nữa, chỉ có lác đác một số cửa hàng còn hàng mới tinh thôi. Và nếu mà còn hàng mới tinh thì giá của nó sẽ không hề rẻ, nên là thời điểm này mình cũng sẽ không ưu tiên mua 14 Pro Max với cả 14 Pro. Tuy nhiên ở ClickBuy thì có cái phiên bản sách tay đến từ thị trường Mỹ, và cái phiên bản đó là phiên bản chưa active nha các bạn nhé, và là hàng quốc tế. Tất nhiên nó sẽ không có khai sinh vật lý đâu. Đấy, nhưng mà mức giá của nó thì lại rất là tốt, nó chỉ ngang với giá của một chiếc iPhone 15 Plus thôi, thì mình nghĩ là 14 Pro Max phiên bản đó là có thể mua được. Tiếp tục nữa nào, iPhone 13 mặc dù đã ra mắt được khoảng vài năm rồi nhưng nó vẫn là cái chiếc điện thoại bán cực kỳ chạy, chiếm 2,2% thị phần toàn cầu, là một con số cực kỳ lớn trong năm 2023. Đấy, mặc dù là nó đã ra mắt trước đó rồi, đúng không nào? Cái lý do đơn giản là bởi vì là iPhone 13, cái sự khác biệt của nó so với iPhone 14 nó là không nhiều. Đấy, nên là nó vẫn bán rất là chạy. Tính đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn đánh giá là iPhone 13 nó là cái chiếc điện thoại iPhone xứng đáng với từng xu mà chúng ta bỏ ra, và nó vẫn là cái chiếc điện thoại iPhone mà nó có giá trị sử dụng trên giá bán là tốt nhất bây giờ. Và mình cũng nói luôn đấy là với mức giá tiết kiệm được rất nhiều so với việc chúng ta mua iPhone 14 thì chúng ta nên mua iPhone 13 cho nó tiết kiệm tiền hơn. Hai vị trí tiếp theo là vị trí thứ 5 và vị trí thứ 6 sẽ thuộc về iPhone 15 Pro Max với iPhone 15 Pro. Đấy, mặc dù là mới ra mắt cái đây có mấy tháng thôi, và tính đến cuối năm 2023 thì chúng ta cũng chỉ còn khoảng 3 tháng để mà bán bộ đôi sổ này, nhưng mà doanh số của nó này, các bạn có thể nhìn thấy này, nó cũng rất là tốt khi mà chiếm vị trí thứ 5 và vị trí thứ 6 ở trên bảng xếp hạng. Công nhận là người dùng thế giới là người ta có cái điều kiện kinh tế nó tốt hơn rất nhiều so với ở Việt Nam. Đấy, các bạn có thể thấy là nếu mà đây mà là những chiếc điện thoại bán chạy nhất ở Việt Nam thì rõ ràng người Việt Nam chúng ta sẽ giàu quá, đúng không nào? Đấy, nhưng không, đây là tính ở trên bình diện quốc tế nhé các bạn nhé. Và tất nhiên rồi, bây giờ nếu mà những người nào có tiền thì cứ 15 Pro Max với cả 15 Pro mà chúng ta chơi thôi. iPhone 15 nó sẽ là cái chiếc điện thoại bán chạy thứ 7
Đấy, và doanh số của nó là ngang với cả iPhone 15 Pro luôn. Và ở trong bảng xếp hạng này chúng ta sẽ để ý là sẽ không có iPhone 15 Plus nhé. Không có iPhone 15 Plus luôn. Đấy, và mình cũng đã nói rồi đấy, tại sao lại không iPhone 15 Plus? Bởi vì cái thời điểm đầu khi mà iPhone 15 Plus mới bán ra thì cái giá của nó sẽ xem với cả giá của iPhone 14 Pro Max. Thế thì chả có lý do gì được là người ta mua 15 Plus cả. Và người ta sẽ cố gắng là làm sao người ta mua nốt cái 14 Pro Max nếu như nó còn bán, đúng nào. Nên là 15 Plus không có nằm ở trong này. Tiếp tục nữa, ba cái vị trí cuối cùng trong cái top 10 này, gọi là cuối cùng thôi nhưng mà trên bình diện quốc tế là số lượng bán ra là vô cùng nhiều đấy nhá các bạn nhá. Đấy là Galaxy A14 5G, A14 4G và Galaxy A04e. Và qua các bảng xếp hạng này thì các bạn cũng có thể thấy là trong top những cái chiếc điện thoại trong top 10 như này thì không có bất kỳ một cái chiếc điện thoại flagship của bất kỳ hãng điện thoại Android nào. Đấy, kể cả Samsung hay là các điện thoại Trung Quốc đều không có luôn. Và gần như cạnh tranh ở trong phân khúc điện thoại flagship nhá, thì gần như là tất cả các hãng điện thoại khác không có cửa để mà cạnh tranh với cả iPhone. Đấy, chỉ có cạnh tranh doanh số bằng những cái dòng sản phẩm giá rẻ thôi. Đấy, và các bạn cũng có thể thấy luôn là mặc dù là iPhone 15 giá của nó cao hơn rất nhiều so với cả Galaxy A14, tuy nhiên là cái thị phần của nó thì cũng xem với nhau. Hay thậm chí là giá của một cái iPhone 15 Pro nó còn cao hơn rất rất nhiều nữa cơ so với cả Galaxy A04e. Nhưng mà các bạn thấy đấy, cái thị phần của nó còn nhiều hơn. Vậy là qua đây là các bạn cũng có thể thấy là cái sức mạnh khủng khiếp của iPhone nó như thế nào. Một câu hỏi đặt ra đấy là ô, thế tại sao iPhone đâu có phải là chiếm 50% thị phần đâu, mà tại sao cái sản phẩm của iPhone nó lại chiếm nhiều như thế này? Bởi vì đơn giản là cái số lượng iPhone mới ra mắt một năm nó chỉ là 4 sản phẩm thôi. Trong khi đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là điện thoại Android một năm ra mắt bao nhiêu sản phẩm ạ? Mình chỉ lấy ví dụ một hãng Android thôi, ra mắt cỡ tầm khoảng 10 đến 15 sản phẩm thì khoảng 6-7 hãng là ra mắt bao nhiêu sản phẩm. Mình nghĩ là cả hàng trăm sản phẩm, đấy là chưa kể đến những cái hãng điện thoại nhỏ hơn. Vậy nên là cũng là một cái miếng bánh đấy chia cho 4 người nó khác hoàn toàn so với cả việc một cái miếng bánh đấy mà chia cho bao nhiêu hàng trăm người, đúng nào. Qua đây chúng ta cũng có thể thấy được là cái thị phần của iPhone nó khủng khiếp như thế nào. Và tiện thể nói về thị phần của iPhone thì ở riêng thị trường Mỹ và thị trường Trung Quốc đã đóng góp một nửa doanh số bán hàng của iPhone rồi. Và hiện tại thì những cái thị trường cũng đang bán rất là chạy những sản phẩm iPhone của Apple, đấy là thị trường Nhật Bản và thị trường Ấn Độ. Thị trường Ấn Độ là cái thị trường xếp thứ 5 của Apple thôi mà bán được 10 triệu chiếc điện thoại rồi. Đấy là xếp thứ 5 đấy nhé các bạn nhé. Và các bạn cứ tưởng tượng là 10 triệu máy thì nó khủng khiếp như thế nào. Tất nhiên 10 triệu máy so với cả dân số hàng tỷ dân của Ấn Độ thì nó cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Đấy, nhưng mà chúng ta cứ tính như là khoảng 100 triệu người đi thì cũng phải gần triệu máy rồi, đúng nào. Đấy, và kể cả cái con số này ở Việt Nam nó cũng là một con số lớn đấy chứ. Cả triệu người mua iPhone cũng là một con số lớn đấy chứ, đúng nào. Đấy rồi, và các bạn vừa đến với top 10 chiếc điện thoại bán chạy nhất trong năm 2023. Và các bạn có sở hữu chiếc điện thoại nào trong top 10 chiếc điện thoại này hay không, hãy để lại comment cho mình biết nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.